Bài hát sắp sửa được trình bày chỉ có một chữ, chữ đành, và sáng tác là của nhạc sĩ Đoàn Vi Hương. Không biết người đó là ai. Vâng, quý vị biết bài hát này đã được, thật ra thì Hương sáng tác bài này cũng lâu rồi, lâu lắm. Khi mà anh Duy Quang đang nằm trong nhà thương trên giường bệnh, thì đúng ra là hôm nay Hương phải đưa những cái hình ảnh đó, nhưng mà tại sao lại lúc này lại không cầm? Thì lúc đó anh không có nói, mà anh chỉ ra dấu, thì đưa Hương có đưa tờ giấy và cái viết cho anh. Thì cái mà anh vẽ đầu tiên là một cái hình vẽ. Chắc chương trình lần tới Hương sẽ trình bày cho quý vị. Anh vẽ thì theo Hương đoán là anh muốn lấy dây ra để anh nói chuyện. Rồi Hương hỏi bác sĩ với y tá thì nói không được, nếu mà lấy dây ra là không hay thế nào, sẽ có chuyện, có nghĩa là anh sẽ ngưng ngay. Rồi anh mới viết một cái tờ giấy thứ hai đưa cho anh, thì anh viết chữ, một chữ đành, rồi nước mắt rớt. Lúc đó Hương về, Hương cũng đã làm bài đành, nhưng mà không có hoàn thành cái bài đành. Cho tới thời gian gần đây khi mà Covid, nhiều người ra đi lắm. Và khi mà cái thời gian mà đầu mùa Covid thì gia đình Hương cũng có mẹ và anh ra đi. Thì từ đó cái bài đành Hương mới hoàn thành được bài đành. Mong rằng cái bài đành này quý vị nghe với tinh thần của một người công giáo, thì ra đi chết không phải là hết. Mặc dù như anh Duy Quang viết chữ đành là đành phải ra đi, nhưng mà sau khi đó Hương đọc những bài kinh thánh cũng như nghe Đức Châu Hoàng giảng nhiều, thì chết không phải là hết, mà chết để về một thế giới tốt đẹp hơn và để về với Chúa. Mình cứ tin như vậy thì mình thấy sự ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ bài hát này tối hôm nay Hương nhờ Hồng Quyên. Tại sao Hương lại nhờ Hồng Quyên hát bài này? Trước đây đã có những ca sĩ hát bài này rồi, nhưng tối hôm nay rất là đặc biệt với sự có mặt của Hồng Quyên. Vì Hồng Quyên là một người đẹp của ca sĩ Duy Quang. Mà ca sĩ Duy Quang có một cái sáng tác là Kiếp Đam Mê. Anh Trung Nghĩa là cái người rất anh Trung Nghĩa là gọi là đàn anh á, biết rất là nhiều về trong giới văn nghệ sĩ. Thì anh Duy Quang, cái bài nổi bật của anh là bài Kiếp Đam Mê. Bài Kiếp Đam Mê đó là có được là nhờ người áo hồng tại đây. Thì trong cái bài Kiếp Đam Mê là anh Duy Quang viết là cái lời cũng như là viết để cho Hồng Quyên. Cái thời đó là mấy chục năm rồi Hồng Quyên ha. Hồng Quyên nói đi chứ. Lâu lắm rồi, bài hát này lâu lắm rồi. Dùng microphone lên. Dạ, bài này là được sáng tác khoảng 35 năm về trước. Là lúc đó là Hồng Quyên mới lớn đó, là bị anh Duy Quang bắt cóc đúng không? Kiếp Đam Mê, nếu quý vị nghe lại nhạc phẩm thì đây là người của Kiếp Đam Mê. Và cũng cái chữ đành của Duy Quang mà Hương sáng tác bài này. Cho nên cái câu kết, quý vị lắng nghe cái câu cuối cùng của bài này nhé. Bây giờ mời Hồng Quyên trình bày dùng Hương với nhạc phẩm đành. Và anh Trung Nghĩa bài này á, anh Trung Nghĩa bài này dương kéo quá. Này là kéo, anh đàn bài này là đàn cho anh Duy Quang đó nha. Bạn của anh đó. Về thế giới an vui và chia
chết không phải là hết, khi người đời vẫn nhớ gọi tên. Lòng thôi không vương vấn về với cát bụi bay, quên mình không hối tiếc, đôi môi run nghẹn ngào, đành giã biệt người ơi. Dẫu biết rồi có một ngày cũng sẽ đi, ôi da thịt mong giòn, thân người yêu đuối mong manh, về nơi gặp gỡ ấy hy vọng chan chốn bình an. Thiên đường có hoa ngập lối, bước vào cánh cửa ung dung, nơi ấy bất diệt, từ nay không nợ đời và không vương bụi chân. Thôi đành từ giã kiếp vì có để ý thấy anh Trung Nghĩa có một vài nốt của bài Kiếp Đam Mê không? Vâng, khi mà Hương nhớ là anh Dư Quang ra đi, cái lúc đó chúng ta đang trộn rộn để chào đón Giáng sinh, thì anh ra đi, thì lúc đó trên tất cả tin tức và các cái tít, những cái bài báo là Kiếp Đam Mê đã ra đi. Người ta đã gọi anh Dư Quang là Kiếp Đam Mê vì đây là một bài hát phải nói hay của anh, và cũng như là cái bài hát đầu tay của anh. Thì mong rằng Kiếp Đam Mê ở đâu đó nghe được bài hát đành của Hồng Quyên hát tối hôm nay. Và bài hát này Hương cũng gửi đến cho tất cả những ai mà có người thân của mình ra đi, nhất là thời gian gần đây trong mùa Covid. Khi mình nói chữ đành với người thân của mình để tiễn họ ra đi thì không có dễ dàng chút xíu nào. Nhưng chúng ta cứ nghĩ là đi về một nơi để an nghỉ giấc ngàn thu. Với một người có đạo, một người Kitô giáo, thì về bên kia thế giới được thanh thản hơn, để khỏi cái nợ trần của thế gian này, thì cái đó cũng là một điều tốt. Cứ nghĩ như vậy thì mình bớt đau khổ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe đành, cũng như cảm ơn Hồng Quyên với bài hát này.